Nếu như các bạn còn đang phân vân rằng bọn mình đang đứng ở đây để làm gì thì đây là sự kết hợp giữa MSI và AMG. Đây là chiếc máy tính mới nhất đến từ MSI. Tên là gì nhỉ? MSI Steel 16 AMG Motorsport Version. Và nếu như các bạn đang phân vân và không biết đây là chiếc xe gì thì đây là một trong những chiếc xe đua ở phiên bản GT2. Nếu như các bạn mua ở thị trường Việt Nam thì có thể mức giá nó loanh quanh là khoảng hơn 10 tỷ. Không, đấy là bản thương mại là GT3, là cường đô la nha, GT3 Pro và GT3 ấy. Còn đây là phiên bản đua, có nghĩa là nó chỉ có 1-2 con trên thế giới thôi, và mức giá của nó có thể lên đến vài tỷ đồng, vài ngàn tỷ đồng, hàng chục, hàng trăm triệu đô. Tất nhiên đó chỉ là thứ phụ mà thôi, bởi vì cái thứ quan trọng nhất mà chúng ta muốn mang đến ngày hôm nay đó chính là chiếc máy tính này. Và cái sự kết hợp giữa MSI với AMG nó không chỉ nằm ở bên ngoài mà nó còn nằm ở những thứ về sau này nữa. Đây là một phiên bản máy tính rất mới mà được kết hợp, và các bạn nhìn thấy rõ luôn là sẽ có những cái phiên bản hình nền này, logo phía sau này, rất là nhiều chất liệu kim loại ở đây. Và nếu như các bạn nhìn kỹ hơn thì ở phía trong cũng sẽ được điểm xuyết một vài những cái ngôn ngữ thiết kế, bao gồm những hoa văn carbon. Kỹ hơn một chút thì cái thiết kế này làm cho mình thấy khá là ấn tượng, thì chúng ta sẽ có một biểu tượng AMG ở đây và đa phần những cạnh chúng ta sẽ được vát khá là chắc. Và nếu như các bạn nhìn vào những hoa văn carbon này thì nó sẽ tương tự với cả những cái chi tiết hốc gió của cái phiên bản xe đua của chúng ta. Tuy nhiên cá nhân mình thấy rằng hiện tại vẫn chưa có quá là nhiều những cái sự khác biệt mà nhìn vào sẽ thấy là đây là kiểu hai anh em ấy. Nếu các bạn thấy một vài phiên bản khác mà kết hợp với cả điện thoại chẳng hạn thì khi mà để lên xe thì nó rất là xinh với nhau, nó rất là đồng bộ với nhau. Ở đây thì hiện tại chúng ta mới có những cái logo thế này thôi, là kết hợp những cái sự đánh dấu một sự kết hợp lâu dài. Chúng ta sẽ có một cái phần đèn LED ở đây. Stealth. Và về cấu hình của chiếc máy tính này, nó lên tới là Core i9 13900H và RTX 4070 Studio. Thì tất nhiên đây là những cái cấu hình mới nhất và cũng có thể gọi là mạnh nhất mà các bạn có thể trang bị lên một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này rồi. Và nếu mà nói về âm thanh thì hai giải loa chúng ta sẽ được đặt ở phía dưới ngay cạnh cái phần trackpad này. Chúng ta cũng sẽ có thêm một phần tản nhiệt nữa. Và cái bàn phím này sẽ được thiết kế bởi SteelSeries. Tuy nhiên phần giải loa này mình nói lại một lần nữa, chúng ta sẽ được kết hợp với Dean Audio kèm theo một cái trackpad khá là lớn. Và ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là dùng khá là thoải mái. Hay ở phím nguồn chúng ta cũng sẽ có một cái phần là Start Engine, nó rất là giống cái việc là các bạn nút Start Stop ở trên Mac ấy. Steel là một dòng laptop gaming mà MSI đã có phát triển từ lâu để hướng tới đối tượng người dùng là gaming nhưng mà lại phải ưa sự mỏng nhẹ của laptop. Thì em nghĩ là lần này họ hợp tác với AMG cũng khá là đúng. Mạnh nhưng mà phải nhanh, mà phải gọn, tốc độ, phải công thái học để xé gió. Thì và đặc biệt là bây giờ có thêm cái logo AMG Motorsport sơn vào đây thì cái sức mạnh em nghĩ là nó phải x10, x100. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn lưu ý là đa phần những sự hợp tác này nó mới nằm ở mức độ là thương hiệu mà thôi. Bởi vì những cái thứ ở bên trong, ví dụ như tính năng độc quyền thì gần như chúng ta không có. Hay kể cả bọn mình có hỏi những người đại diện đến từ AMG cũng thế. Hỏi là với những con sự kết hợp như thế này thì những cái chiếc xe này nó sẽ có tính năng thông minh AI hay là máy tính ở bên trong hay không? Hiện tại là chưa. Họ bảo, họ chia sẻ là vì có quá nhiều những cái certification, những cái chứng chỉ. Thì cũng đúng thôi, xe đua là phải đáp ứng rất là nhiều chứng chỉ của các hiệp hội hay là các tổ chức đua xe như kiểu là FIA các thứ. Rồi đến chiếc laptop này thì chúng ta cũng sẽ có những con chip hay là những cái GPU như vậy. Có lẽ nếu mà nói về sự hợp tác mà thay đổi về hiệu năng thì chỉ có thể nằm ở tản nhiệt mà thôi. Thì bọn mình mong rằng sẽ còn quay trở lại với bạn trong những video lần sau để bạn hiểu hơn về cái việc là hợp tác giữa một hãng máy tính, một hãng xe nó như thế nào.